Chào cô nấu cháo gà để ăn mừng đúng không cô? Đúng rồi. Ôi trời ơi, mấy cái mà chưa biết cái quả ăn mừng là dễ gớt lắm á. Thôi. Có gì? Kiểu này là buồn quá, gớt thì gớt buồn. Xong rồi đi ra bờ sông, nhảy xuống sông. Trời, tội quá. Trời ơi, nó vô duyên thiệt á. Nè, về nha, nói ba má lại, làm lễ cúng lại nha. Dạ. Tại vì thường thường là cái đứa con nít đó mà thôi nôi đó, cúng đó, cúng để trả về cho ông mụ bà với lại mụ ông á, để cho nó đỡ khùng, đỡ điên đi ha. Hồi nhỏ này con ông con bà đây nè, đó 12 tháng không được cúng cho nên bây giờ vậy đó. Chắc là ở ngoài đường đó cô. Con cũng cảm nhận vậy á. Con cũng nhiều khi không hiểu mình sao. Con thấy nhiều khi con cũng bình thường lắm, nhưng mà con nghĩ chắc gớt thiệt á. Chắc gớt rồi. Nồi nó hoài à, đã có người ta đi thi mà cứ nói hoài à. Ê, làm gì cầm chén chi vậy? Thì ăn. Ăn gì? Tới giờ đi trực rồi. Trời, tới giờ đi trực rồi con ơi, đi trực đi. Làm gì có, còn 20 phút nữa con canh giờ hết rồi. Thôi, 20 phút hả? À. Vậy chạy ra quán của Hường đi, cháu gà còn á. Ủa, tự nhiên ra đó ăn chi tốn tiền. Ăn đây nè. Mẹ đâu. Em mới mời anh xuống đây ăn đó. À, bây giờ mẹ hiểu rồi, thì ra từ hồi nãy giờ ngồi ở đây nhây nè. Có một lý do thôi. Đố tụi con lý do gì? Ăn chực. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc